Trên màn hình thì các bạn đang thấy rằng là có một cái hạt nhân và một hạt electron. Đây là mô hình của nguyên tử hydrogen. Thì khi chúng ta nhìn vào ký hiệu nguyên tử này thì ở bài trước chúng ta đã biết rồi, chữ H đó là ký hiệu của nguyên tố hydrogen. Và số 1 viết ở trên đó là số khối của nguyên tử này. Có nghĩa là trong hạt nhân có một hạt thôi, và tất nhiên hạt đó là proton. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là đang có hạt nhân và electron này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi là trong cái mô hình này, trong cái hình chuyển động này thì electron nó sẽ chuyển động như thế nào xung quanh hạt nhân. Chúng ta cùng xem ha. Các bạn thấy electron nó đang chuyển động quanh hạt nhân như thế nào? Có phải chúng ta thấy rằng electron đang chuyển động xung quanh hạt nhân trên một cái hình tròn, đúng không? Một cái hình tròn. Nó giống giống như cái gì á? Giống mình giống tưởng tượng là cái hình cầu màu cam này giống như là mặt trời, đúng không? Và cái hình tròn màu màu xanh kia là trái đất của mình đó. Có phải là giống như cái mô hình mà trái đất quay xung quanh mặt trời hay là mặt trăng quay xung quanh trái đất, đúng không? Như vậy thì cái mô hình này á, nó giống tương tự như là những cái mô hình về hành tinh, về vũ trụ, cho nên người ta gọi đây là một mô hình hành tinh nguyên tử. Mô hình hành tinh nguyên tử nó mô tả cái sự chuyển động của electron trên một quỹ đạo nhất định, trên một cái quỹ đạo. Bạn thấy là nó chạy đúng có vòng vậy thôi, nó chạy hoài, đúng không, xung quanh cái hạt nhân, được chưa? Thì đây là một cái mô hình về nguyên tử. Nhưng mà trong trong thực tế, hồi xưa á, các nhà khoa học á, người ta đề xuất ra cái mô hình này, và người ta thấy rằng mô hình này nó phù hợp với những cái thí nghiệm mà các nhà khoa học đã làm ra. Nhưng mà sau một thời gian thì các nhà khoa học khác lại chứng minh rằng là mô hình này nó không phù hợp. Có nghĩa nếu như electron chuyển động như thế này á, thì lại không có giải thích được những cái thí nghiệm mà những nhà khoa học khác họ làm. Cho nên nó lúc đó những nhà khoa học khác người ta mới đề xuất ra một cái mô hình khác ha, là người ta nói rằng là electron hình như là trong nguyên tử electron nó không có chuyển động giống vậy đâu, mà ở trong chuyển động như vậy này. Các bạn so sánh, các bạn thấy cái kiểu này nó khác cái kiểu hồi nãy như thế nào? Có phải là kiểu hồi nãy electron chạy xung quanh hạt nhân trên một cái quỹ đạo nhất định là cái quỹ đạo hình tròn, đúng không? Nhưng mà trong cái kiểu này thì sao? Có phải là electron á chạy như thế nào mình không biết, đúng không? Chạy như thế nào mình không biết, mình chỉ biết rằng là nếu như chúng ta chồng tất cả những cái vị trí mà electron có thể xuất hiện, chúng ta chỉ thấy rằng electron có thể xuất hiện một vị trí nào đó xung quanh hạt nhân, và nếu chúng ta chồng tất cả những vị trí đó lại, đây những cái dấu chấm màu xanh này không phải là 1 triệu 1 tỷ electron đâu nha, mà những dấu chấm màu xanh này chính là những cái vị trí mà electron nó có thể xuất hiện. Thì chúng ta thấy rằng á là mình không có biết được electron nó chạy như thế nào, cho cái đường đi như thế nào hết, nhưng chúng ta biết electron nó sẽ xuất hiện chủ yếu trong một cái vùng không gian xung quanh hạt nhân. Thì các bạn thấy là trên cái mô hình hồi nãy có phải là các electron nó chủ yếu nó xuất hiện trong cái vùng màu xanh này không? Và có rất ít trường hợp, chỉ có vài ba trường hợp là electron xuất hiện ở ngoài thôi. Còn chủ yếu đa số các trường hợp, hay người ta còn gọi là cái xác suất mà electron xuất hiện á, là chủ yếu là trong cái vùng màu xanh này. Được chưa nè? Như vậy thì đây là một cái mô hình khác về nguyên tử. Và mô hình này người ta gọi nó chính là mô hình hiện đại. Đây ha, mô hình hiện đại. Còn cái mô hình mà giống như trái đất quay mặt trời á, người ta gọi đó là mô hình Rutherford Bohr, hay còn gọi là mô hình hành tinh nguyên tử.